Sáng ngày 31 tháng 8, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho biết lực lượng quân đội đã bàn giao mặt bằng sạch lại cho địa phương sau vụ nổ làm hai người chết, hai người bị thương ở xã Tam Hợp, huyện Quy Hợp, tỉnh Nghệ An. Được biết, sau khi tiếp cận hiện trường gần 100 cán bộ chiến sĩ gồm lực lượng công binh quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ huy quân sự huyện Quy Hợp và lực lượng dân quân, Công an xã Tam Hợp đã phối hợp xây dựng các phương án khắc phục sự cố. Ngoài gia đình nạn nhân, địa phương đã phong tỏa 6 căn nhà liên kề và đưa người dân 6 hộ dân này tới địa điểm an toàn trong thời gian lực lượng công binh tìm vật liệu nổ. Về sức khỏe các nạn nhân trong vụ nổ thứ hai, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cho biết hai nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa vết thương, nhất là tại vùng mặt, đầu, cổ, ngực, tay chân. Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 27 tháng 8, tại xã Tam Hợp, huyện Quy Hợp đã xảy ra vụ nổ lớn khiến hai vợ chồng tử vong. Tiếp đó, chiều ngày 29 tháng 8, trong khi đang dọn dẹp đống đổ nát và xử lý các vấn đề phát sinh trong vụ nổ trước, thì tại hiện trường tiếp tục phát nổ, làm hai người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Hiện công an huyện Quỳ Hợp và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Nghệ An đang điều tra nguyên nhân hai vụ nổ.